Chào các bạn nhé. Lâu lắm rồi thì mình mới lên phố các bạn ạ. Ở cái khu vực Hakata này là một cái trung tâm mua sắm này, và nó là một cái ga rất là to các bạn ạ. Đấy, ở bên này thì tuy là tình hình Covid vẫn đang bùng phát khá là mạnh như vậy, nhưng mà người dân vẫn đi học, vẫn đi làm bình thường. Hôm nay thì mình cũng đi có việc qua cái ga này, và lát nữa thì mình sẽ xuống cái phía dưới lòng đất các bạn ạ. Ở dưới này có một cái tầng hầm. Đấy thì tàu điện ngầm sẽ chạy ở dưới đó. Thì lát nữa thì mình sẽ xuống dưới đó và mình bắt tàu điện ngầm các bạn nhé. Đấy, thì trước khi bắt tàu điện ngầm thì mình muốn quay cho bạn xem một chút về cái khung cảnh xung quanh ở trên này. Trước khi mà mình mới đến Nhật thì mình đã sống ở cái vùng này, và mình ở đây là được 4 năm, hơn 4 năm sau khi mình học xong thì mình đi làm, thì mình đã chuyển đến cái vùng hiện tại mình đang sống. Hiện tại bây giờ thì là khoảng 7:30-8 giờ, thế nên là cũng đang vào cái giờ mà người ta đi làm đấy các bạn. Thế nên là đi bus hoặc là đi tàu ở bên này thì cũng khá là đông vào cái giờ cao điểm này các bạn ạ. Rồi ok, thì mình sẽ quay cho các bạn xem một chút xung quanh đây và mình sẽ xuống dưới các bạn nhé. Các bạn ơi, đây là ga Hakata này. Ga này là một cái ga khá là to ở cái tỉnh Fukuoka này. Cái mặt trước của ga là góc đằng kia. Đấy, phần trước ga thì có cái tòa nhà Rakuten này. Và cái tòa này là tòa của bên Asahi này. Ngày trước thì mình có làm một cái việc làm thêm ở cái tòa nhà này và ở dưới tầng hầm. Ở dưới cái con phố này, ở dưới lòng đất đấy các bạn, là có một cái con phố khác nữa. Ở dưới đó thì có tàu điện ngầm này, rồi có trung tâm mua sắm này, có rất là nhiều thứ. Thì lát nữa thì mình sẽ xuống, kia là cái cổng xuống kìa mọi người. Đấy, thì lát nữa thì mình sẽ đi xuống dưới đó và mình bắt tàu điện ngầm, sau đó thì mình sẽ tiện thì mình sẽ quay cho mọi người xem về tàu điện ngầm ở Nhật Bản nhá. Còn chỗ này là bến đỗ taxi này. Đấy, taxi thì họ cứ đỗ lần ngược thế này, xe nào đến trước thì sẽ đi trước. Cái chỗ kia là chỗ đón khách kìa, khi nào có khách thì các cái xe taxi ở đây sẽ lần ngược đi ra. Cũng không có cái chuyện là tranh giành khách hoặc là xe nào đến trước thì đi trước mà xe nào đến sau thì đi sau các bạn ạ. Đấy, họ xếp cực kỳ là ngăn nắp. Hôm nay là ngày đi làm ấy, thế nên là người Nhật người ta đi làm rất là nhiều này, người đi học này, người đi làm rất là nhiều. Đấy, mình cảm thấy một cái rất là hay đó chính là tuy là ở trên này, ở trên là các cái tòa nhà cao tầng này, rồi các đường phố xe cộ đi lại rất là nhiều thế này, nhưng mà ở bên dưới này thì nó là một cái ga tàu điện ngầm, và tàu điện ngầm nó chạy ở phía dưới lòng đất các bạn ạ. Ok, thì mình sẽ đi xuống các bạn nhé. Đây, mình đang đi xuống thang máy này các bạn. Ở bên này thì họ cũng đeo khẩu trang khá là nhiều. Tuy là nhiều người ra đường nhưng mà họ vẫn đeo khẩu trang này. À, ở đây là không được đi xe đạp. Nếu mà muốn đi xe đạp ở đây thì phải dắt các bạn ạ, chứ không được đi xe đạp qua đây. Đấy. Đây các bạn ạ, cái tàu điện ngầm là ở góc này. Ở đây thì cũng có rất nhiều các cái đường đi xuống ấy, nhưng mà tiện đây thì mình sẽ xuống vào cái đường này luôn. Trước kia thì mình có làm bay tốt, nghe làm thêm ấy, ở cái quanh khu vực này rất là nhiều. Ở giữa đây có một công viên này các bạn ạ. Dưới này có rất là nhiều cửa hàng này. Đây chính là tầng hầm các bạn nhé. Các bạn thấy chưa? Đây là tầng hầm này. Ở dưới tầng hầm mà có rất nhiều cửa hàng, cửa hiệu. Đây thì mình sẽ đi ra ga tàu thì mình sẽ đi ra bên này. Còn phía trong này là các cái cửa hàng các bạn ạ. Đây, dưới tầng hầm còn có cả cửa hàng có mini 24 giờ luôn nhá. Khá là nhiều người. Đây chính là cái cổng vào của ga tàu điện ngầm này. Thì giờ mình sẽ vào đây và mình mua vé trước đã các bạn ạ. Mua vé xong thì mình sẽ đi lên tàu.
Đây thì giờ tàu điện ngầm, thế nên là mình sẽ phải đi xuống dưới một tầng nữa các bạn ạ. Ở bên Nhật này nếu mà đi thang máy thì mình sẽ đứng ở bên trái này, còn bên phải này thì dành cho những người nào mà muốn vượt đi các bạn. Đấy các bạn thấy không? Đấy, còn mình không muốn đi nhanh thì mình sẽ đứng ở bên trái, và họ muốn đi nhanh thì họ sẽ đi ở bên phải. Đây các bạn thấy không, xuống tiếp tầng hầm luôn nhá. Đây chính là ga tàu đến ngầm đấy các bạn. Đây tàu đến này. Thang máy ở tầng trên này các bạn, thang máy này khá là cao. Đây thì mình quay bạn xem một chút về khung cảnh xung quanh ga tàu điện ngầm nhé. Ở đây thì có mấy cây bắn nước này, mấy cây máy bắn nước tự động nhé. Còn cái các cổng lên này, trong kia là cái chốt kiểm soát vé này. Đấy, ở dưới tầng hầm nhưng mà ở đây thì cực kỳ là rộng các bạn ạ. Rất nhiều các cái tòa nhà, các cái cửa hàng ở trong này ấy. Khá là nhiều luôn. Các cái biển quảng cáo rất là nhiều các bạn ạ. Đây thì giờ mình sẽ đi lên phía trên này các bạn nhé. Đi lên phía trên này thì cũng có rất nhiều các cái tòa nhà cao tầng, thế nhưng mà không hiểu là họ xây dựng kiểu gì giỏi thật các bạn ạ. Đây các bạn nhá, mình đã lên trên này. Phía trên này thì có rất nhiều các cái nhà cao tầng các bạn nhá. Nhà cao tầng rồi cửa hàng, cửa hiệu ấy. Và ở dưới này thì lại là một các cái thành phố dưới lòng đất. Đây thì mình đang đi thám hiểm ở đây các bạn ạ. Ở đây có một cái cửa hàng mì ramen khá là nổi tiếng này các bạn. Ramen Ichiran này. Lâu lắm mình mới lên phố. Mình muốn quay bạn xem một chút. Mọi người nhìn thấy cờ Việt Nam đây không? Đây là lá cờ Việt Nam. Ở đây có một con sông khá là to đấy các bạn. Con sông này thì họ thường là đi thuyền để đi du lịch ấy các bạn. Họ thường là chèo thuyền và đi ngắm thành phố ấy. Đây, ra đây mình quay lại xem một chút cái con sông này, sau đó thì mình sẽ đi có việc một chút. Đây chính là con sông La Ca Sự này. Đây các bạn ạ, cái chỗ kia là một cái bến đò nhá. Cái bến đò này họ sẽ cho mình lên cái thuyền này. Lên cái thuyền này và đi dọc con sông này các bạn ạ. Đi dọc con sông này để ngắm thành phố ấy. Giá vé là khoảng 1 sen cho đến sen rưỡi một người. Chạy khoảng 30 phút. Lắng quá các bạn ạ. Đứng dọc ở đây đã. Các bạn nhìn thấy không, dòng sông của Nhật Bản này thì nước khá là sạch này. Nước khá là sạch và có cả cá chép ấy, cá chép đang bơi kìa. Các bạn nhìn rõ con cá chép không? Đây có con cá chép đang bơi này, to đùng luôn. Đấy. Khá là nhiều cá chép.
Đây gọi là con sông này, gọi là con sông Nakasu, và ở phía đằng sau này thì nó là một cái khu phố đèn đỏ các bạn ạ. Đấy, nếu mà không phải dịch bệnh ấy, có thể là mình sẽ vào mà mình quay mọi người cùng theo dõi một chút. Thế nhưng mà hiện tại bây giờ đang là dịch bệnh ấy, và rất nhiều cửa hàng họ đã đóng cửa rồi. Thế nên là mình nghĩ giờ vào thì cũng không nhìn thấy gì đâu. Để lát nữa mình thử đi qua xem là nếu mà có thì mình sẽ quay cho mọi người xem. Nếu mà không thì thôi vậy, hẹn mọi người khi khác. Đây mọi người ạ, mình đi ra ngoài này một chút. Đấy, hôm nay thì mình đến đây thì thời tiết cũng khá là đẹp các bạn ạ. Ở đây thì thường thường có ngày lễ hội vào khoảng tháng 5 hoặc tháng 11 đấy các bạn. Thì dọc cái con phố này, dọc cái đường đi bộ này thì sẽ có rất nhiều các cái quán này, các cái cửa hàng đồ ăn ra tay ấy các bạn, cửa hàng đồ ăn vặt đi các bạn. Khá là nhiều luôn, nhưng mà hiện tại bây giờ thì không phải là mùa lễ hội. Rồi ok các bạn ơi, thì có khi mình sẽ lại đi tiếp nhá. Chỗ nào đẹp thì mình sẽ lại quay cho mọi người xem một chút. Thì hôm nay mình có việc thì mình lên cái khu vực lãnh sứ quán này các bạn. Lãnh sứ quán Việt Nam tại Nhật Bản này. Có lá cờ đang bay phấp phới kìa. Khu vực Nakasu các bạn ạ. À, đây có một cô gái Nhật mặc kimono này các bạn. Các bạn nhìn thấy có đẹp không? Đấy, kimono ở Nhật Bản đấy. Các bạn biết đây ở đâu không? Đây chính là lãnh sứ quán Việt Nam tại Nhật Bản. Lãnh sứ quán Việt Nam tại Fukuoka. Đây là khu phố Tenjin các bạn. Khu phố này bình thường thì đông người lắm, nhưng mà dịch bệnh thế này thì cũng ít người. Giờ mình sẽ đi về phía này, quay cho mọi người xem một chút về con phố ở Tenjin này. Ở Fukuoka nếu mà muốn mua sắm ấy thì mọi người đến Tenjin. Đây là một cái khu phố chuyên các cái đồ hiệu các bạn ạ. Rất nhiều cửa hàng hiệu. Cửa hàng cửa hiệu toàn đồ hiệu thôi. Quần áo, giày dép, túi sách, vàng bạc, trang sức. Đây mình đang đi vào cái ngõ. Cái ngõ này là cái chỗ mà ngày trước mình có làm thêm ở đây các bạn ạ. Mình có làm thêm một cái quán nhậu ở trong cái ngõ này. Đấy, giờ mình vào đây mình quay cho mọi người xem nhá. Xem quán này còn hoạt động không nhá. Trước kia thì khi mà học xong ấy, học xong thì mình thường làm thêm buổi tối ở trong cái quán ở trong này. Khu này toàn là các quán ăn các bạn ạ. Toàn là quán ăn quán nhậu ở trong này thôi. Rồi. Chắc là mình nghĩ là quán này chắc là giờ cũng đóng cửa rồi quán này. Trong này quán ăn nhiều lắm các bạn ạ. Quán này giờ thành quán khác rồi các bạn ạ. Trước đây mình làm ở đây cơ, nhưng mà giờ thành quán khác rồi, không phải là quán mình làm nữa rồi. Ok thôi, giờ mình đi chỗ khác đây. Hãy cứ nghĩ là vẫn còn chủ cũ ấy, còn những người làm cùng cũ thì định vào để chào mọi người cái, nhưng mà quán đóng cửa rồi các bạn ạ. Thường thì họ sẽ thuê khoảng vài năm một lần ấy. Đấy, họ thuê khoảng vài năm một lần thì họ sẽ làm quán, sau khi mà hết hạn hợp đồng ấy thì họ sẽ phải đóng cửa và sẽ phải chuyển cho chủ khác làm. Đấy. Trong này toàn khu đồ ăn rồi các bạn, toàn khu quán ăn luôn, khá là nhiều. Đấy, có khi mình sẽ ra cái cổng trước của cái ga Hakata này và mình quay mọi người xem một chút nữa. Chỗ này thì khi mà có lễ hội thì họ trang trí khá là đẹp các bạn ạ. Cái ga này rất là rộng các bạn ạ, ở trên tầng thượng thì cũng đẹp kìa. Trên tầng thượng có một cái khu tầng ngoài trời các bạn. Lên đó và mình sẽ nhìn được cảnh xung quanh cái thành phố này các bạn ạ. Khá là đẹp. Lắng quá.
đây các bạn ơi, đây chính là cổng trước của ga Hakata này. Chỗ này là một cái ngã tư để xanh đèn đỏ này, cũng rất là nhiều người qua lại. Đây thì mình sẽ quay cho mọi người xem cái ga này nhá. Ở bên Nhật Bản đây thì họ vẫn đi lại bình thường thôi, họ không có cách ly như bên mình đâu. Đường phố rất là đông. Đây chính là cổng chính của ga Hakata này các bạn. Ga này có tên là Hakata này. Khoảng mười mấy tầng các bạn ạ, khoảng hơn chục tầng gì đó. Ở trên cùng là một tầng thượng nữa. Lâu lắm rồi mình mới đến đây. Chắc là khoảng gần một năm rồi mình mới tới đây một lần. Ngày trước thì mình ở gần đây thôi. Chỗ này khi mà có lễ hội ấy, thì cũng khá là đẹp. Họ trang trí đây cũng khá là đẹp. Nếu mà vào cái ngày lễ hội, thường thì sẽ lễ hội vào tầm Tết các bạn ạ. Đây có một cái đồn cảnh sát này. Còn tòa nhà này là tòa nhà về mua sắm và ăn uống các bạn ạ. Tòa nhà Kitte này. Đây các bạn, ga đây rất là rộng luôn. Đấy, mọi người mới đến thành phố Fukuoka để du lịch ý, thì chắc chắn là sẽ phải đến cái ga Hakata này rồi. Nóng quá các bạn ạ. Rồi ok thì mình sẽ đi vào trong ga các bạn nhé.